Đàm Vĩnh Hưng, con trai giống tôi 99,9% từ ngoại hình đến tính cách. Quyết định công khai con trai ruột sau 3 năm giấu kín. Đàm Vĩnh Hưng giờ đây đã thoải mái nói về út cưng bô lô hình của mình và chia sẻ nhiều thông tin hơn về cậu bé mà khán giả đang đổ dồn sự chú ý. Trong sự kiện sinh nhật lần thứ 51 của mình, nam ca sĩ nổi tiếng hàng đầu showbiz Việt Đàm Vĩnh Hưng đã khiến cho làng giải trí chấn động khi công khai danh tính con trai ruột Huỳnh Đàm Vĩnh Quân, tên thường gọi là bô lô hình. Giọng ca Anh lo cho em hết luôn nhận được rất nhiều sự chú ý về chuyện đời tư, do đó thông tin trên càng làm dân tình thêm phần tò mò. Trong cuộc trò chuyện mới đây, Đàm Vĩnh Hưng không giấu được niềm hạnh phúc khi chia sẻ mọi điều về quý tử của mình. Các anh chính thức công khai con trai khiến cho tất cả các fan đều bất ngờ và vỡ òa hạnh phúc. Vậy về phía anh, một người lên chức cha tận 3 năm sau mới chính thức bước ra ánh sáng, cảm xúc của anh như thế nào? Hưng rất vui sướng luôn mọi người ơi. Cảm giác nó đã kinh khủng, đưa con đi đâu cũng công khai thoải mái mà không phải che chắn khẩu trang, đội mũ, áo gió. Hưng cũng không phải ngồi lên xe từ tầng hầm đi lên để tránh bị chụp hình. Ra sân bay không phải né con mình rồi giao cho bảo mẫu. Con mình mà tại sao mình phải tránh như vậy, đó là lý do lớn nhất Hưng quyết định công khai bé. Trong khoảng thời gian giấu con, anh có trải qua những nỗi khổ tâm, những câu chuyện khiến anh tủi thân hoặc anh cho rằng con sẽ bị thiệt thòi không? Khổ tâm thì không hẳn nhưng mình cảm thấy hơi khó chịu. Với một người hay khoe mẽ, luôn muốn mọi người chú ý, có gì là cập nhật liền mà phải giấu con 3 năm thì khó chịu vô cùng. Như Hưng có chia sẻ, đưa con đi đây đi đó, ra sân bay là phải tránh con để không bị chụp hình. Hưng có một kho ảnh từ nhỏ tới lớn cùng bô lô mà cất đó đi, gửi cho những người yêu thương không dám chia sẻ rộng rãi, rồi thậm chí con đau ốm. Đưa con đi bệnh viện mà cũng phải che chắn, tới nỗi các bác sĩ sợ hai cha con bị chụp hình, có nói Hưng là các bác lấy giấy báo dán lại để mọi người không tụ tập chụp hình. Một quãng thời gian hơi khó chịu, nhưng bây giờ thì thoải mái rồi. Như anh chia sẻ, bản thân là một người thích vui chơi, vậy việc làm cha ở độ tuổi ngoài 50 có nhiều khó khăn đối với anh hay không? Thực ra Hưng quen rồi, trước khi có bô lô thì Hưng có hai con nuôi và chăm sóc từ nhỏ nên không có gì bỡ ngỡ trong việc làm cha đâu. Mà bây giờ sách vở cũng nhiều, bạn bè xung quanh Hưng cũng nhiều kinh nghiệm nên cập nhật thêm cho mình. Nếu mình thiếu thì mình bổ sung. Hưng tự tin là mình làm được. Những chuyện tã sữa cho con, Hưng tự làm và thích được làm vì muốn con mình phải được chăm sóc bởi bàn tay của mình. Nói chung nhiều thứ lắm mà Hưng nghĩ ai làm cha mẹ rồi cũng phải trải qua và Hưng cũng như vậy thôi. Nhiều nghệ sĩ giấu con thật kỹ vì sợ cuộc sống của con sẽ bị ảnh hưởng bởi những tác động từ bên ngoài khi làm con của người nổi tiếng. Cách mà Đàm Vĩnh Hưng bảo vệ con trước những điều tiêu cực là gì? Hưng giấu 3 năm vì từng nghĩ hạnh phúc riêng của mình thì mình biết mình giữ thôi. Nhưng mà câu nói của hai người em kết nghĩa của Hưng ở Hà Nội khiến Hưng ám ảnh. Đó là đứa bé nó có quyền được thừa nhận nên Hưng quyết định công bố. Và Hưng cũng đã chuẩn bị hết những điều có thể xảy ra khi công bố con mình. Hưng là về nhì còn Bolo là nhất. Hưng có phải hy sinh bản thân mình, Hưng cũng phải bảo vệ Bolo, đó là điều chắc chắn. Tính cách của Bolo có giống anh nhiều không? Phải nói là nó giống 99,9% từ ngoại hình tới tính cách luôn, giống kinh khủng khiếp, bé ăn chua là y chang Hưng, chưa bộc lộ nhiều. Nhưng mà nó cũng có cá tính giống mình, thông minh nữa và có vẻ thích thời trang, có thẩm mỹ cao giống mình. Anh có quan trọng việc con sẽ nối nghiệp ca hát của mình không? Hưng không quan trọng điều đó. Như Hưng nói, con phải có cuộc sống riêng của mình sau này. Mình ủng hộ và định hướng thêm thôi. Không nên ép buộc con, mỗi người một số phận. Anh thấy bản thân mình thay đổi như thế nào kể từ khi có bé Bolo? Bạn cũng thấy Hưng có vẻ hiền hơn xưa, bớt ngông cuồng, bớt sốc nổi với những phát ngôn của mình. Bây giờ, Hưng tập tính chỉ quan tâm tới gia đình và con cái. Những gì ngoài kia ồn ào, mình lơ bớt và kệ nó đi. Chỉ khi nào đụng tới con, đụng tới gia đình mình mới lên tiếng. Hưng nói vui với bạn bè thân thiết là mình cất chiến bào. Giờ mình dành thời gian bình yên, hạnh phúc bên con. Hai con nuôi của Đàm Vĩnh Hưng đã đón nhận việc gia đình có thêm thành viên mới như thế nào. Hai bé đều mừng. Tin hơi rụt rè vì con trai ít khi thể hiện. Nhưng hôm rồi, tin dắt em ra sân khấu tặng hoa cho ba trong concert đó. Hưng thấy tin khóc mà thương quả trời. Còn như thì cưng em, ở phòng đối diện với Bolo nên chạy qua chạy lại ôm em suốt. Đàm Vĩnh Hưng có từng nghĩ về việc vì mình quá yêu thương mà vô tình tạo áp lực hay đặt lên con quá nhiều kỳ vọng không? Hưng tin là mình biết cách dạy con, chiều chuộng thì dĩ nhiên mình cũng có chiều chuộng chứ. Con mình không cưng thì cưng ai? Nhưng những cái Hưng đang giáo dục con, Hưng thấy đúng đắn. Con phải biết lễ phép, chào hỏi người lớn. Hưng cũng cho con đi học nhưng không ép buộc hay nhồi nhét, ăn uống cũng thoải mái. Hưng tập cho con mình cách sống như quân đội vậy đó, ở đâu cũng sống được, gì cũng ăn được. Cho tới giờ Hưng thấy bé ngoan, còn chuyện áp lực thì Hưng thấy bình thường. Đứa bé là con người nổi tiếng đã có một áp lực nhất định rồi, nhưng Hưng nghĩ con có thế mạnh của nó. Bây giờ nhỏ quá mình chưa nên đặt điều gì cho con, chỉ mong con khỏe mạnh, bình an, trưởng thành là đủ rồi.
Khi các con có mâu thuẫn, anh xử lý như thế nào? Hưng chọn cách nói chuyện, đối thoại. Hưng với Tin hay Như cũng vậy. Mình biết cách dung hòa giữa các con. Hiện tại thì chị hai, anh ba đều cưng em nên không có vấn đề gì hết. Quan điểm của anh trong việc chăm sóc và giáo dục con như thế nào? Con mình phải nói tiếng Việt giỏi, phải thuộc bảng cửu chương. Chứ bây giờ mà tính nhầm không được, không nhanh nhẹn hay phụ thuộc vào điện thoại, máy tính là Hưng không chịu. Bé cũng học tiếng Anh với giáo viên riêng. Nhưng Hưng luôn ưu tiên nói tiếng Việt thật giỏi, thật chuẩn. Nhiều bạn bè Hưng nhờ con giỏi tiếng Anh quá, phải đi kiếm giáo viên dạy tiếng Việt cho con. Thấy lạ không? Anh sắp xếp thời gian như thế nào để ở bên con khi lịch trình dày đặc như hiện tại? Lịch trình của Hưng đảo lộn hết trơn. Bây giờ tìm Đàm Vĩnh Hưng trước 10 giờ tối khó lắm. Vì tối là giờ cho con ăn, con ngủ. Muốn tụ tập bạn bè phải sau 10 giờ. Đi diễn về khuya muốn ngủ thêm tí. Nhưng không ngủ được vì dậy sớm xuất hiện trước mặt con. Cho con luôn thấy mình. Hay như chuyện đi diễn xa, từ ngày có bolo chưa bao giờ. Hay như chuyện đi diễn xa, từ ngày có bolo, Hưng chưa bao giờ đi quá 3 ngày. Đi lâu hơn là Hưng luôn mang bé theo, hết giờ là về với con thôi, không còn thú vui nào hơn.